15 thùng rác thông minh và thân thiện với môi trường mới được công ty trách nhiệm hữu hạn lốp xe Bristol Việt Nam bàn giao cho Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đưa vào sử dụng. Sau khi tiếp nhận thì các thùng rác này sẽ được đặt ở khu vực Đại Nội Huế và một số vị trí phù hợp ở các tuyến đường trong thành phố Huế như phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu để phục vụ cho cộng đồng và khách du lịch. Thể tích bên trong thùng rác là 120 lít với màu xám đậm và màu xanh lá cây giúp diện mạo của thùng rác trở nên bắt mắt hài hòa hơn trong không gian cổ kính nên thơ của Huế. Kế thừa những tính năng của thùng rác ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thùng rác thông minh ở Huế có khả năng phân loại rác, đề can phản quang và đặc biệt có thể sử dụng năng lượng mặt trời để tạo nguồn điện sạc pin điện thoại. Màu sắc cũng được thiết kế để phù hợp với cảnh quan của thành phố Huế.